đàn ông đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt và cả những nụ cười của con. Khi con vấp ngã, bao giờ cũng có đôi tay cha nâng bước và giọng nói của cha dỗ dành. Trong suốt chuyến hành trình của mình, cha chưa một lần làm tổn thương đến con, mà cha đã yêu thương con hoàn toàn vô điều kiện. Xin được cảm ơn cha rất nhiều. Mắt kém tay chân thì run, cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Và còn niềm hạnh phúc nào hơn khi giờ đây chính cha là người sẽ dắt tay con vào lễ đường, và chính cha sẽ trao tay con cho người đàn ông sẽ thay cha yêu thương, bao bọc và chở che cho con. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống. Một hình ảnh hết sức thiêng liêng lúc này với quý vị cha cô dâu. Trao tay cô dâu cho chú rể, rất nhiều những cảm xúc vỡ òa. Và có lẽ là chúng ta dành một tràng pháo tay cho hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong buổi tối đêm nay ạ. Và quý vị ơi, quý vị sẽ được nghe những lời căn dặn từ cha cô dâu ngay sau đây ạ. Kính thưa bà con ai họ, thưa quý bà khách, Nhường Linh, con gái yêu quý của ba, hôm nay con đã tìm được một nửa mảnh ghép của đời mình. Ba, mẹ và gia đình rất là vui mừng và hãnh diện vì con. Con tìm được Thế Nhật. Thế Nhật là mặt trời, là vĩnh cửu. Nhường Linh là sự huyền bí, sự huyền bí kết hợp.